đi chào bà Hiệp. What the fuck? Bắt chờ thiệt luôn bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bơi đi nó. 1, 2, 3. Ngày hôm nay hả, mình đã quyết định mua ba cái chai này về làm một cái sàn, trở thành cái sàn trên trường đó các bạn ơi. Ai đi đến cái mục đích đó là sẽ được tiền. Bây giờ mình phải dọn sạch cái chỗ này thì lúc đó mình mới chơi được các bạn. Đúng các bạn, nó cứ chạy em chơi hoài à. Không ghi chổi. Nhờ Dũng Ý các bạn sẽ giúp mình quét hết chỗ này nha các bạn ơi, cho sạch. Cái sàn này các bạn nó khá là dơ. Nè thấy không, dấu chân mình các kiểu luôn các bạn. Chốt, em quét kiểu gì mà cứ hết vô chỗ anh hoài vậy? Cho em quét sang nội rồi. Cứ chạy không? Trời sạch quá các bạn. Ôi đổ bên đây à. Sao quét ra ngoài chứ vậy? Trời bên đây chứ vậy? 1 hour later. Dùng nó quét giỏi các bạn. Tiếng đồng hồ vẫn như vậy à. Quét rồi tôi cái kia sao không được. À, phải có cái kia nó mới sạch được các bạn. Cái kia đâu? What the fuck? Ông Hiệp cầm lấy gãy lần nữa các bạn. Anh em. Tự nhiên không kia chứ vậy? Để cho thằng Dũng nó quét nhà kìa. Hết chơi đi Dũng. Lớp của các bạn các bạn ơi. Các bạn cho 50 ngoài kia các bạn. Ủa, không có thùng rác đổ đâu. Không có thùng rác, em đổ đâu cũng được. Quay cái gì đổ thì được. Đúng hè lười các bạn. Nó quét nhà mà nó còn ngồi im chỗ nó đợt. Ông Hiệp còn lười hơn nữa. Nó chơi anh em mình quét nhà mà nó quét nhà vậy nè. Dũng quét nhà xong anh em, bây giờ ở để Dũng Phi lau nhà nha anh em. Dũng ơi, em lau nhà kiểu gì mới chả sạch vậy đó, để cho anh Hiệp lau đi. Hiệp. Anh Hiệp đang lau cái gì anh Hiệp? Lau nhà nè. Oh shit. Bảo nó mới thiết kế cái lau nhà mới các bạn ơi. Ồ. Ủa Dũng đâu rồi, nãy kêu nó lau cái sàn nhà nè. Dũng ơi, Dũng ơi. Mình kéo lau sàn nhà mà lau chật nhà. Lau chật nhà luôn. Bye. Ok anh em, vậy là hả, vừa lau dọn sạch sẽ rồi. Bây giờ tụi mình hả, sẽ bắt đầu chơi. À quên một điều nữa, chưa có tiền, anh có 10 ngàn không? Còn 10 ngàn, mà to lắm. 10 ngàn gì đâu to? Ừ 10 ngàn to lắm. 10 ngàn hả, phải xíu hả các bạn, 10 ngàn mua được bình bảnh rồi, gì đâu to? To lắm nè. Đâu? Trời. Mình cần tới 20 nữa. Dũng Huy cho anh mượn 20 đi. Dũng Huy các bạn, nó hay cất tiền ở mấy chỗ đó lắm bạn ơi. Kìa hay, tao 20, tao 20 bé xíu mà sao cất trong hộp bự vậy? Dũng Huy ơi. Mình đã chuẩn bị sẵn hả, những tờ này các bạn ơi. 10.000, 20. Đó, ông Hiệp để phía sau hết trời rồi. Đó. 10.000, 20, 50, 100, 200 và 5. Ủa, sao mất tờ 500 rồi Hiệp? Không biết đến sáng mai ông Hiệp cũng tìm ra được tờ 500 không? Vì đầu tiên đó các bạn, nè hả, từng cái mức độ nó sẽ có số tiền nằm chỗ đó. Giả sử như mình chừa từ trong kia đi ra đây là được 10 ngàn nha các bạn. Thì giá nó là siêu đẳng luôn, chắc chưa? Chắc rồi. 1, 2, 3 ô. Cứ 3 ô là một tờ các bạn. Đây tờ 10 ngàn rồi. 1, 2, 3. Chỗ này sẽ là tờ 20. Anh... Nẹp giá tờ như vậy. Tờ 20 giá đó nè. Mình ở cứ cách bao là giá lên nhớ bạn nè, cách 1, 2. Ủa sao chưa thấy Hiệp giá đây nữa? Ủa Hiệp giá gì chứ vậy? Bao đâu? Ôi trời. Mình kêu bao ngang, ổng kêu bao dọc. Đó, anh Hiệp coi như là dán chuẩn rồi các bạn. Đây là 10.000, 1, 2, cách 3 ô là tờ. Cái gì vậy? Tờ 500.000. Thấy chưa nè. Đó, bây giờ có chuẩn rồi các bạn. Giờ mới đúng nè. Anh Hiệp chắc đó các bạn. Ok các bạn, và mình đã được tờ 10 ngàn, tờ 20 rồi. Giờ cách bao 1, 2, 3. Kia sẽ là tờ 50 các bạn. Giờ mình sẽ thực hiện tờ 50 nha các bạn. Dũng Huy nãy hả, rất là điêu luyện đó các bạn ơi. Nó buộc hả? Nó buộc tới Ủa? Dũng Huy, sao buộc tới đây là không cho anh dẫn tới đây Dũng Huy? Oh shit. Lần này hả, mình kêu Dũng Huy với anh Hiệp cùng một lúc luôn, chơi nhanh các bạn ơi. Đó, Dũng Huy xong rồi nè. Không biết hả, anh Hiệp xong chưa nữa các bạn ơi. Anh Hiệp. What? Gì vậy?
200 này mình để cho Dũng Huy giá đó các bạn ơi. Và đường gà có đầy đủ 10.000 gần nhất nè các bạn. 20 nè, 50 nè, 100 nè, 200 nè. Ủa còn 500 đâu ta? Còn 500 này bước càng rồi anh. Ok anh em, vậy là coi như là giờ xong mấy cái mạch đích rồi. Giờ đến bước quan trọng, mình chơi anh Hiệp với Dũng Huy. Vừa xuống bàn thêm số việc nữa mới đổ được các bạn. Nó bị băng mất em. Ê, em bị đi rồi. Đi cẩn thận nha Dũng ơi, đạp này coi chừng trượt té. Bây giờ có 3 bình, 3 anh em của mình sẽ hả chia nhau ra đổ cho các bạn ơi. Mình sẽ chôn Dũng Huy các bạn. Cười cái gì? Cười gì? Thôi mà tao bắn văng tùm lum vốn. Có cách đổ đây xịn cho các bạn. Mình hả, vừa lấy mấy cái chiếc ghế các bạn, là mình để vô, chèn vô, mình chơi một bên này các bạn ơi, dồn hết vào bên này. Đó, bây giờ thì ủa, các bạn đi đâu đây? Đi đâu có ông nội này các bạn? Giờ hả, anh em của tụi mình sẽ bắt đầu chơi. Bây giờ mình ra một quy định như vậy, ai đạt được một chiều trước là người đó sẽ thắng. Giờ quánh cho tì trước, ai sẽ là người đi trước nè các bạn. Ai thắng sẽ đi cuối cùng các bạn. Nhiều ra ít kéo. Đó, mình kéo chắc hai bao các bạn. Còn là mình sẽ đi chót. Và hai người này sẽ phân thua, ai là người đi trước, ai là người đi nhì. Chuẩn bị quánh tôi xé các bạn. Anh Hiệp ra cái gì? Anh Hiệp ra cái búa, Dũng Huy ra cái bao. Nhưng mà anh Hiệp ra cái kéo. Tính thế này, không tính thế kia. Tính thế nào à? Nè, Dũng Huy chuẩn bị chơi luôn nha các bạn ơi. Mình sẽ đếm là 2, 3, yeah. Dũng Huy được 10.000. Mình là có nhớ hả, Dũng Huy là mở màn đầu tiên của chúng ta là 10.000. Có ăn được 500.000 hay không? Mỗi người tổng cộng một chiều sẽ là thắng nha các bạn. Rồi ok, anh Hiệp ra, đến tới 3 anh thì sẽ đạp đó các bạn. 1, 2, 3. Anh Hiệp dở bạn, đạp luôn không đạp, đạp ngang ra 10.000. Ok, bây giờ đến Bảo Ren. Bảo Ren trượt đúng dở luôn các bạn. Trò này là Bảo Ren không bao giờ trượt được. Chắc rồi á. Như là ok, 1, 2, 3. Bảo Ren 10.000, chọn nhau. 50 các bạn. Tính đây. Mình chơi tay trên da. Bây giờ hả, mình sẽ tính bằng đầu gỗ luôn các bạn ơi. Thôi, mình chơi thôi. Dũng Huy sẽ bắt nè đó các bạn. 1, 2, 3. Dũng Huy chỉ được 20 thôi các bạn ơi. Mình 50 các bạn ơi. 50 các bạn. Trên da đó là kéo tay hiểm quá đấy, làm gì vậy? Dũng Huy được 50 các bạn ơi. Còn tiếp theo sẽ là vòng của anh Hiệp. Rồi anh Hiệp lấy đà đi. Dũng Huy đi ra, lại bám chân trên Dũng Huy nha. Rồi chơi. Ủa gì chơi? Ủa gì chơi? Chạy vô ông nội. Ủa chơi chơi mình. Chơi lùi tới trong nhà luôn kìa. Chơi chơi. Ồ chơi chạy vô. Chơi chơi kìa các bạn. Ông chạy vô luôn. 2, 3. Đó, mình tính từ đầu gối nha các bạn. Ơ, à, đầu gối của ảnh 20 hả các bạn ơi. Được 100.000. Bây giờ đến biết bảo đen các bạn ơi. 1, 2, 3. Tính luôn đầu gối tay là có 20 hả? Chơi lại đi. Mình được 70, Dũng Huy được 60 và anh Hiệp được 110. Vòng thứ ba tiếp tục chơi, Dũng Huy sẽ vẫn là người đi trước và mình sẽ chơi một cách thức khác, đó chính là kéo cầu vàng. Dũng Huy sẽ là người đi trước. Vòng thứ 9 à? Đây là vòng đặc biệt sẽ được thở tặng tiền cho những ai khỏe các bạn ơi. Đây, Dũng Huy chơi trước. Ok, 1, 2, 3. Anh ơi. Mình là nhà các bạn ơi. Được rồi. Bảo Ren các bạn ơi. Có được 500 ngàn không? Hay là 20? Đếm đi. 1, 2, 2. Chưa, 2 à? 2 gì? 2 à? Đó, đếm lại. 1, 2, 3. Ấy được 10 ngàn. Nãy giờ đây của tụi mình đã chơi tay, đã chơi chân rồi các bạn ơi. Bây giờ hả, mình sẽ tính từ đầu nha các bạn. Là mỗi một người ôm chặt tay lại và nằm thẳng. Chúng mình sẽ đạp chân và tính bằng đầu nha các bạn ơi. 1, 2, 3, chơi. Cái gì vậy?
Ta đem đi đó. Coi đi. Coi gì? 100.000. Sao đây, ta sẽ lấy phòng của anh Hiệp. Chụp vào đầu với anh sợ lắm, phải nhắm mắt. Lát hồi tới nơi nhớ kêu anh mở mắt ra. À, anh Hiệp chưa tới nơi, xong rồi mình sẽ kêu anh Hiệp mở mắt. 1, 2, 3, được nhiêu tiền? Được không? Anh được 10.000. Một mặt thôi. Một chân mình thấy mình chụp xa lắm mà. Ngủ một giấc luôn mà. Kỳ lắm. Anh nằm mơ. Bây giờ đến phiên Mở Đen. Anh ta đã vô chỗ và chuẩn bị. Cái trò này nghe của mình. Ờ. 500.000 cái chân. 1, 2, 3. Là 20 mà. Bây giờ 20 mà. Ủa rồi 500.000 đâu? Nó ở chỗ thấp nhất kìa. Số điểm hiện tại bây giờ Dũng Huy được 606, anh Hiệp được 104, mọi người cuối cùng là mình được 100. Trời ơi, Dũng Huy ao trên gian lấy 200 rồi bạn. Vòng tiếp theo của chúng ta sẽ là vòng bơi lội. Bây giờ các thành viên của chúng ta phải nằm úp xuống. Dũng nằm úp xuống luôn. Nhưng mà chỉ đạp duy nhất một chân vào trong đây thôi. Lực duy nhất chỉ có một chân thôi. Người cầm GoPro và chơi chút trò này không các bạn ơi? Rồi. 1, 2, 3. Chị đâu rồi? 200.000. Cái này tính 100 thôi. Tại sao? Chị tính giữ người thôi. Dũng Huy được 100 các bạn ơi. Vòng tiếp theo là sẽ đến anh Hiệp. 1, 2, 3. 50. Thử cho cái thôi nghe, 90.000. Rồi tới lượt mình. Rồi bây giờ đến phiên Bảo Đen. 1, 2, 3. Yeah, mình sắp bắt được cầu vàng rồi các bạn ơi. Mình sắp bắt được cầu vàng rồi. Ha 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 ha. Có cầu vàng mình lấy được cầu vàng rồi. What? Cầu vàng đây mà, lấy gì? Thôi 500 được rồi các bạn. Xạo 200 mà, giữa người. 200 các bạn. Anh Dũng ấy tên gì? Tên lý được 600 các bạn. Chơi gì nha. Bao nhiêu công sức của mình chưa hay luôn rồi. Mình bắt được cầu vàng rồi các bạn. Chơi gian quá. Và coi như mình được 300 các bạn. Sau đây là sẽ là màn đặc biệt, màn kiếm tiền các bạn ơi. Dũng sẽ là người đi trước luôn các bạn. Thôi, ta đi cầu vàng đúng không? Ok, ok. Dũng chơi. Ủa nữa hả? Chưa tới 100. 50. Rồi anh Hiệp. Sao anh Hiệp? 1, 2, 3. Tát anh Hiệp. Mất Hiệp chưa mất tiền. À chưa trừ tiền thôi. 500. 500 ok. Rồi đến lượt Bảo Đen các bạn ơi. Dạ bạn. Dòng Bảo Đen. Ủa? Cái đâu rồi? Ủa? What? Vậy là không điểm. Thằng Bảo hay đánh trượt lắm các bạn. Cho đánh lại nó cũng trượt à. Cho đánh lại được nè. Lâu lâu trượt nè. Ta thử lại nè. Nè coi nè. Chuẩn luôn nè. Đánh lại cũng trượt. Đánh lại cũng trượt. Đánh đi. 1, 2, 3. Thôi. Không nhớ thử lại nữa. Không. Sau đây sẽ là vòng quay ngược lại của tán kích cầu vàng. 2, 3, chơi. Wow. Dũng là người